ăn gì đâu mà nói tay mà thạc cái nó rớt cái gì đâu nó rớt cái nó bầm thấy cái uổng mà sao mày leo được kệ cứ leo thôi đừng có dặn mấy chùm qua nghe nắm nhanh tay cột dưới nhỏ lắm cửa nào mà bà trăm ế ế bậy rồi gãi gãi cái cây mà leo lên được mà hầu xuống được nè giờ đứng đây luôn rồi không leo lên được nữa vậy hứng đi con xuống nè đi đây xuống được không được rồi tét tét cái quần rồi con ơi quy một con sâu nữa đây một ngày may mắn của Trâm đó rồi. Tại vì ngày hôm nay nhà bà Bốn cúng cho nên là mình được riêng cúng, đồ cúng rất là ngon. Mà muốn ăn là phải lên vô bếp nha. Muốn ăn phải lên vô bếp phụ chứ giấc mong đi ăn không bà Bốn chửi cháy. Hôm qua bà kêu bà bót rồi ta lại. Mình phải nêm lẹ mọi người à. Ít bánh xèo. Bánh xèo à? Thôi được rồi. Vẫn nhọt. Gọi cho nó mặt. Cái con này nghe con à. Không mặn được đâu nhiều lắm. Nào bếp sao? Sang đào bao nhiêu chi nữa. Đưa ra tao thử coi. Để cho bà hai bà thử. Không à, khỏi mà. Vậy bà thử nghĩa là bà không tin tưởng con đâu. Sao mà mày thêm miếng đó là mặn. Đáng lẽ ruốc là phải rang và cho xíu mắm vô nữa. Nó thấm vô con ruốc nó ngon. Ê bà ấy làm vậy. Con tự nghĩ ra. Ba của Trâm ngày xưa là đầu bếp mà. Ừ. Mày đó, mày con nhà tông giống lông giống cánh đó bà bãi. Ruốc nó đã có mạng rồi. Được con nhé. Vô nghe con. Dạ. Được rồi. Đó thì con mới nêm lẹ nữa đó ngon là phải không bà? Ừ. Không, bà hình như bà thấy không một cánh á. Đi xuống đây cô bà Nam nha. Bà Nam không đi nè. Xuống đây. Đừng bỏ đường nhiều đi. Thấy không? Thấy có ngon. Ngon rồi, ngon lắm rồi. Sang một món nha mọi người ơi. Cho bán cho mẹ. Rồi, bây giờ đi làm món khác đi. Rồi này, đâu? Đây gấp. Lấy món gì đây bà Nam ơi? Đây gấp. Đây nha. Là gì cũng bán được rồi, chị đi đi. Này món này bà Nam không nhát được, Nam bà Nam bỏ. À con lấy ra. Con lấy cái này chưa. Đây bà Nam ăn chay đi. Ờ. Lấy cái chay gì á, không gì nữa. Bây giờ chấm nữa. Chua ngọt. Chua. Hơi chua. Dạ, bỏ chút xíu đường nữa chứ hơi chua rồi. Bấy chút đường nữa không? Bởi vì bò không có nhắn được này. Bỏ vô ít đường ngọt, chua ngọt nữa. Bây giờ không có nhắn. Bây giờ không có nhắn là không có biết. Nó cái gì cũng vậy. Cứ kêu cúng thật nhắn, nhắn không là kiểu hợp cách cúng gì vậy? Đúng không? Không phải nhắn nhưng nhắn được. Mà bữa nay không nhắn được. Thêm chứ nè chị. Không nhắn mà biết luôn xem đâu. Vậy nhé. Chứ có mùi chứ. Mấy quen rồi chứ thôi. Ồ. Kêu nó đi. Con đó kêu một bê ghê lẹ cho em đi. Chứ chị kêu em cũng đâu có tính đâu. Thế bạch muối không? Để từ từ tính mà. Thế bạch muối. Thứ gì đâu. Thế là heo mất không? Rồi. Bà ăn gì đâu mà nói. Thạc cái nó rớt cái gì đâu. Nó rớt cái nó bầm thấy uổng mà. Sao mày leo được? Kệ, cứ leo thôi. Đừng có dặn mấy chùm qua nghe. Nắm nhanh tay cột, dưới nhỏ lắm. Cửa nào mà bà Trâm, ế, bậy rồi, gãi gãi cái cây. Mà leo lên được mà hầu xuống được nè. Giờ đứng đây luôn rồi, không leo lên được nữa. Mà sợ lây
Thấy cà bà bốn ơi. Lấy như thế này cũng được. Không có sâu không? Không mà. Sâu rồi mà sâu mà. Con không leo lên được con tức mà. Ê, nám xót cái cây rồi đừng có nám cái đầu cái cây. Nám xót cây chứ mà con nám đó. Nám xót cái gì? Wow. Đó, chùm đó thì trăm đó. Từ từ nha, lấy cái rũa ra không lại. Bà lại cái rũa đây cái giếng kìa. Không có khác rồi mày ơi. Để lấy cái rũa bự. Em cứ để chi mà khác mà. Ở cảng nào, ở cảng đây còn phường nó cũng ít thiệt á chứ. Ở cảng nó có xèo đi con. Mà con nuôi cha. Ô, đằng kia nữa trồng. Từ từ con đang nghiên cứu nè. Chạy tới nhiều dày mà. Cúng dỗ con cháu rồi nó về mình hé cho nó ăn chứ. Nó cõi trái trộm hay. Thank you.
mềm dữ vậy trời. Đó mọi người. Đó nhà bà bốn này, cái này là trên 20 năm rồi nè. Đó, đây là đồ cúng ông bà. Có hủ qua nè, có gà rừng nè, rồi răm tôm nè, thịt heo luộc nè, chả nè, rau sống nè, thịt cà luộc nè. Đó, rồi thịt nướng nè, xôi nè. Bao nhiêu sơ sơ là 1 he 3 4 5. 1 he 3 4 5 6 7 8 9 món rồi. Xương xương trên bàn là 9 món rồi. Còn đây là cũng là bao nhiêu món đó nữa cũng đã lên sẵn rồi. Ở quê làm cúng sớm lắm mọi người, giờ này mới có 8 giờ rưỡi 9 giờ mà gần như là đã xong đồ cúng luôn rồi. Đó. Nếu được trong ngày cúng giỗ ở quê đó chính là bánh tráng nha mọi người. Bánh tráng luôn. Tao có thùng nước, thùng đá này. Gặp kem con.
Chị ăn đâu đâu? Đây, có các bạn xấu không em? Sống 1 kg nước mắm, ăn với đậu sống là xuất sắc. Ủa bên kia không có sâu nữa ta? Như mình nó bóng dưới sâu rồi vậy? Để nè. Sang bên kia kìa. Bà Tư, cho con lấy cái xài. Bỏ chế sâu dữ vậy? Bà Tư, cho con cái xài. Đó chưa à? Chưa à? Người mày lên mới ở đây to không à? Còn cái đồ bỏ ăn à? Thế là cho không? Cho, đó lên mới thì nó chua, chưa có chín mà ăn cái gì. Trời ơi, ăn đâu? Vậy? Nãy giờ ăn chín chín bắp luôn. Nãy con nói 10 trái. Chín bà đầu tôi ra chài cũng vậy mà có bả trái đây mà hết 10 trái. Con nói 10 trái mấy anh đi cái trường ăn không bấm mà nó dở ra đó chập con luôn. Rồi bà đá vô này đi. Đủ đi chưa? Đủ đi chưa? Sao đi đi. Cái này là thịt nướng. Cao bà tự cái liền. Ăn thịt tự chưa đủ đi phải không? Chưa đủ đi phải không? Mấy cái nữa. Nè, tao kêu ba một cục này bấy nè. Mấy cái ly nữa đủ con lấy luôn. Một cái, hai cái. Một cái. Bạn có ly rồi phải không? Tâm có ly chưa? Nè, đâu cô. Còn cô Tư mà với bên bác thím bà ba đâu có hay nào. Ừ, rồi qua gà xong rồi nó gạo vương ngon. Quay được gạo. Được gạo đây nha, chứ con quay đi. Cho bà cục đá cho. Rồi gạo vương nè. Tạo nghiệp nhỏ ông đi nếp khỏi ăn, đưa đây. Xong chạy ăn qua bãi chi. Thôi qua ăn đi. Qua ăn đi con. Nè. Ngon, 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 ngon thiệt luôn. Cái mày kêu ngon, cái mày kêu ngon ấy á. Ngon thiệt mời tự nhiên. Cái gì mà chửi con hoài vậy trời, ba con mắt rồi mà chửi ba con hoài không. Ớ mà Tư ghê luôn á. Bà cha còn cái đám ba mà. Đưa làng cái baby. Chị Tư lấy nước đá không? Nè, nè. Hay chia làng ra đi. Chia làng ra đi. Lấy ly đi. Lấy ly đi nha. Có ly chưa? Chưa. Có làng là có. Cái là cái bà đó có làng. Con dỗ dưới quê là lúc nào ngay ngồi dưới đất thì là ngon nhất. Hai người tự nhiên. Ừ, hai người tự nhiên bận biết. Ủa, cái giải. Được rồi không? Rồi không? Nó cái đầu kìa. Ừ, mà. Chia ra tí mẹ rồi xem. Hả? Mình chị Tư bỏ, chị nhớ bỏ cho người để chứ ngồi chào. Bỏ cho em đi con. Em có bà Tâm bà lóc làm món này á. Làm chưa? Làm những xanh chưa? Đó, em sao là về con làm nè. Mà con giả, để bà cố cho mượn cái chài đó rồi về mới giả được. Bà biết làm không? Chài bà lớn. Bà biết làm không? Biết chứ. Nên chỉ không biết hả? Giả, 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 cái gì đâu con? Chài được không? Ủa, sao vậy? Có công an xài được không? Thôi vô con. Ủa? Mày chài cho bà đi, con không đi trễ vậy? Ờ, lên chai ngầu đi. Chạy vô đây đi. Con cho đây hả? Để con lại. Nè, con vô đây đó. Lên vô kia lấy cái đồ luôn. Chuyên gia rất giàu. Đủ này nè. Thái tròn này ngồi ướt quần lậu. Ăn xong rồi mình phải rửa chén mọi người à. Tạo cái xô đó để em đánh nước. Ngày xưa làm gì có giò nước. Kiếm gà không biết mà chuột rồi nó nổ luôn á. Thế là bố? Ừ. Cào bà bóng ơi, rất cào rầu. Cái chị không? Chị sao lại? Mẹ đi. Lấy cái gì ơi. Dễ gì rớt được. Cào sang rằng này rất thiệt rồi bà bóng ơi. Rất cào rầu. Bà bốn ư, rớt gạo rồi, thiệt, con nói thiệt cái chứ bà ra bà coi nè, thấy cái cây không, thấy cây phèo, hậu đậu thiệt, mày quá bà chửi tôi hoài, nói con cái cây không, qua tám thẻo gạo là tới chiều chưa lên, để coi lại. Trời qua cái con dĩa nè. Thèo cái dây á. Đây này con kèo cho. Đây.
Chủ lắm. Đây. Ê nè, đây đây, lấy cái cây rồi, lấy cái gạo rồi nè. Ờ, nó nãy, nó đang chim. Đổ nó thiệt á. Đi ra đi vô. Nè, lấy cái gạo nè, nhỏ, mọi người thấy không? Ôi, mà. Lấy luôn càng trăm chứ không chịu nổi với mày hả tao? Ớ mà dẹp giết rồi đi chứ gì đâu mà để nguy hiểm quá đi. Vô đây để con rửa cho ba đùi yêu này rửa chút cái máy mà rửa ly tao cho chén xưa cái giếng nhà mình rồi nó cạn á, mưa gió lũ lụt rồi có nước nó dâng lên tới miệng giếng luôn, đứng lấy cà múc tao về, múc tao với nước múc mấy mùa mưa á, múc múc nước luôn, bỏ cần cờ gào tên. À mẹ con chờ cô ăn ha. Dán ở đâu trăm con mày có dán hết nẩu à, có con thầy về đây luôn. Để con đổi công lực đó. Mẹ tính à? Mẹ tên hai con công lực mạnh mẹ tên ơi mẹ tên ơi hai con hai con trời hết hết công lực thôi chứ làm gì đâu cười. Món cơm mà cậu hả gấp mười mấy lần cái này nè làm nhò gì ngày xưa là con vỗ á hồi đó rửa miết mà mấy móng tay nó nắm á nó ăn vô hết mấy móng tay luôn. À, em nào dưới hồ đi theo như ta vô ta rửa với nó để ta đứng càng vàng vàng nó buồn bẻ mà cái máy kéo đâu mà đụng tay đụng chân vô chi mà dưỡng dưỡng tay cho đẹp đi về nhà đi xong rồi một hậu nữa đi làm nhân sâm. Rồi tối miếng cá nước quay mà chụp nhớ mà bỏ thì thấy đâu thì ăn gì đi bỏ rồi ăn ăn miếng ngồi chưa bỏ ăn gì mình thấy ăn chưa tám năm gì nữa là ừ. Bây giờ mà có cái cách mà để mà rửa ăn đó. Xong mà không cần rửa đâu mà ăn xong đập luôn có cách không là, có cách là đổ xuống đây chứ tao mai bị chén mùi gì đi tao ăn xong đập luôn thêm nước vào hả con chưa thêm một nước nữa mới sạch ở đó đó ba là hai phân cho hai anh em á là trăm á là hai tư sáu sĩ là 357 chỉ có chủ nhật là không biết e rửa thôi chủ nhật nạnh qua nạnh lẹ mày rửa đi anh rửa đi mày rửa đi anh rửa đi cái bát kem bây giờ muốn khỏi rửa không đập hết ăn sang đập đi rồi khỏi rửa không kêu thôi hai anh em mình nạnh hoài về cái sang cuối cùng cái ba kêu thằng sĩ đi rửa cái ba kêu cái thằng sĩ xuống á nó có một ngọn á xóa ý là tiền đi hạt á hồi xưa là cho 500 một ngọn á anh cô bạn mày rửa đi tao cho mày 500 rồi đi ra rửa có 500 đồng ấn mà đi ra rửa được 500 à đúng rồi hồi đó chuyên gia cứ 357 anh làm biết rồi cứ mắc tiền ra cho tâm rửa chén miếng thôi lấy tiền dùng tiền để mà mua chuột cái biểu xe không có đâu làm đúng rồi. Nè bà rửa chén mà nhớ kìa bà he rửa lẹ ấn ghê luôn á con ơi con đừng nhớ cái này ra bà bấm mày mày ơi mày làm khí ra cho tao. Ừ, đúng rồi. Nè, thiệt luôn á. Bây giờ rửa sang là dục luôn nha. Mình tiêu hủy luôn là bả mới mua cái máu. Bà rửa sang mới liền. Thôi mày ơi, bà bút lá chuối bà rửa hoài đời đời kiếp kiếp mày ơi. Không mày quá đi, cái miếng rửa chén có hè ba ngon nè. Ba ngon. Nè, bữa người cô bà bốn nè. Bữa cấm bữa trước tao biểu lên mày. Tiếc cái gì mà bây giờ nó không còn cái đội nhóm nữa đây đâu mà nó sạch. Rửa là rửa mới đâu có về á. Bà rửa xong là bà liền hay cho tao. Con nè nó nhắc nhở cái này bà he ơi. Con lên nó thao đảo kia kìa Phương. Bác sĩ bắt cho con miếng luôn đây. Đưa cái miếng rửa chén này.
chút mấy dĩa ba lê cho đi mua cái khóc rồi đúng rồi mẹ tới đi mà tới đi cha mẹ đi con bây giờ cái miệng quá mà miệng mòn bây giờ bây giờ kiếm cái rổ ấp lì chi rổ ấp lì bây giờ con đổ ra vô ra cái thau đó đi bà đừng bị lại cho biết không mua mẹ gì làm ra có tô cái thau đỏ kìa bây giờ bây hả ở cái kiếm bây giờ thêm mà không sạch vô cái chửi mình nữa con à bây lấy cái miếng rửa chén vô đây, chị mua một cái miếng rửa chén mới. Quăng qua đây, chị qua lẹ đây. Em bị lấy miếng rửa chén. Bây, cái miếng này nhiêu? Ba ngòn. Miếng ba ngòn mà không mua thè nè. Để cô nè, con người cô nè, con cái cuồng của bà bốn nè. Tiếc cái gì nữa mà cô nè. Một cái miếng mới và cái miếng cũ. Qua đâu nè? Lượm đi. Phật rửa chén mà đem lượm. Tôi khổ cho mấy bà ở quê quá đây thôi. Tiết kiệm vừa vừa thôi chứ. Tiết cái gì cái nọ đó tiết tiết chứ. Ớt mà. Rửa nó không có sạch cái chén. Nhớ cái chén bực mình lắm.